Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 2, bà Trương Thị Tuyết, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, cho biết đã hoàn tất việc kiểm tra và xử lý kỷ luật Phó Bí thư phường Nam thành phố Bạc Liêu với hình thức khiển trách vị này là bà Nguyễn Thị Thanh Kiều, phó bí thư đảng ủy phường Nam thành phố bạc liêu. Theo đó, bà Trương Thị Tuyết cho biết thêm, sau khi nhận thông tin từ người dân cung cấp, chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm nên đã tiến hành kiểm tra theo quy định. Kết quả, đồng chí Kiều thừa nhận hành vi vi phạm. chiếu theo quy định của đảng, đồng chí Kiều đã vi phạm trách nhiệm nêu gương và vi phạm những điều đảng viên không được làm. cân nhắc toàn diện sự việc, chúng tôi đã kỷ luật khiển trách đồng chí này. quyết định đã triển khai kết thúc toàn bộ quy trình xử lý đảng viên vi phạm. Trước đó, đầu tháng 11 năm 2023, người dân địa phương phản nàn việc cán bộ cả tỉnh bạc liêu ai vi phạm nồng độ cồn đều bị xử lý kỷ luật nghiêm minh về mặt đảng, nhưng chỉ bà Kiều, phó bí thư phường Nam thì không. Từ một ít tài liệu thông tin ban đầu do người dân cung cấp, phóng viên đã đến gặp bà Kiều hỏi cho rõ. Khi đó bà Kiều khẳng định tổng cộng đã có 15 phóng viên đến xác minh sự việc này và người bị phạt trong tài liệu phóng viên trưng ra đối chiếu không phải là mình. Bà cũng khẳng định bản thân chưa từng bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Trong khi đó, hồ sơ thể hiện, ngày 17 tháng 5 năm 2023, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Bạc Liêu lập biên bản vi phạm nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe mô tô đối với bà Nguyễn Thị Thanh Kiều, ngụ ấp Cái Vĩnh, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, điều khiển xe máy. Biên bản cũng ghi rõ ngày tháng năm sinh và số căn cước công dân của người vi phạm. Về các thông tin trong hồ sơ vi phạm, Bà Kiều khẳng định chỉ sai tên ấp cư trú, còn lại các thông tin bao gồm xã, huyện, tỉnh cư trú, họ tên, số căn cước công dân đều trùng khớp với thông tin cá nhân của bà. Đến ngày 23 tháng 5 năm 2023, Công an thành phố Bạc Liêu ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng về vi phạm nồng độ cồn và 1,5 triệu đồng hành vi không có giấy phép lái xe đối với bà Kiều. Quyết định xử phạt hành chính này cũng ghi rõ họ tên, địa chỉ, ngày sinh, số căn cước công dân, đúng như biên bản vi phạm nêu trên tài liệu, thể hiện họ tên, số căn cước công dân trùng khớp hoàn toàn với bà Kiều. Chỉ khác tên ấp cư trú và người vi phạm trên hồ sơ không có giấy phép lái xe, trong khi bà Kiều có giấy phép lái xe. Tình huống trên cho thấy có thể cảnh sát giao thông đã có sự nhầm lẫn khi ghi thông tin người vi phạm, hoặc bà Kiều không trung thực, cố tình giấu nhẹ vi phạm của mình. Từ đó, phóng viên đã cung cấp toàn bộ thông tin đến Ủy ban Kiểm tra thành phố Bạc Liêu để hỗ trợ làm rõ. Ai vi phạm nồng độ cồn khi lái xe đều bị tước giấy phép lái xe có thời hạn. Bà Kiều không bị tước như vậy vì khi vi phạm bà khẳng định không có giấy phép lái xe. Nay rõ là bà có giấy phép lái xe nhưng cố tình giấu đi để không bị tước như mọi người. Việc này có được xem xét xử lý hay chưa? Trả lời câu hỏi trên, bà Trương Thị Tuyết cho biết vấn đề giấy phép lái xe của bà Kiều không được xem xét vì không thuộc chức trách của Ủy ban Kiểm tra thành phố Bạc Liêu. Ngày 16 tháng 2, Thanh tra huyện Hiệp Đức cho biết đã ban hành kết luận thanh tra dự án liên kết nuôi gà lấy thịt trên nền đệm lót sinh học tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức. Theo nội dung kết luận năm 2023, xã Bình Lâm làm chủ đầu tư dự án liên kết nuôi gà lấy thịt để tạo thu nhập ổn định nâng cao đời sống người dân người thụ hưởng dự án là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, người khuyết tật. Thanh tra kết luận tất cả 10 hộ dân nhận gà đều sai đối tượng chưa đủ điều kiện hoặc không đúng với phương án phê duyệt ban đầu. Cụ thể, 10 hộ dân trên địa bàn xã đã được cấp 3.300 con gà, tổng vốn đầu tư hơn 144 triệu đồng. Hợp tác xã Nông nghiệp Organic Green Nguyên Hưng cung ứng con giống và bao tiêu sản phẩm cho người dân. Quá trình triển khai, Ủy ban Nhân dân xã Bình Lâm cấp gà cho 10 hộ nhưng không khảo sát và công khai cho người dân biết. Hợp tác xã Hợp đồng biên bản được lập sau khi đã thanh toán vốn và nhờ các hộ dân ký lại. Ủy ban Nhân dân xã Bình Lâm đã không giám sát việc tổ chức, thực hiện dự án để xảy ra tình trạng thay đổi đối tượng và số lượng con giống cung ứng cho mỗi hộ không đúng với dự án, đã được phê duyệt, tự ý chuyển con giống cho hộ khác nuôi, không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi dẫn đến việc thanh toán giải ngân nguồn vốn không đúng với dự án đã được phê duyệt. Trong đó, riêng trường hợp bà Nguyễn Thị Hiền, chị dâu ông Nguyễn Hữu Sơn, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Lâm, thanh tra xác định bà Hiền không thuộc diện đối tượng ưu tiên tham gia dự án, đồng thời hộ bà Hiền không có quỹ đất để làm chuồng trại. Bà Hiền có tên trong danh sách thuyết minh dự án đã được huyện phê duyệt, nhưng danh sách nhận con giống lại là tên của bà Nguyễn Thị Nên mẹ ruột và cùng hộ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Lâm, Nguyễn Hữu Sơn. Qua xác minh thực tế, chuồng trại và gà nuôi tại nhà bà Nên không đảm bảo, không có đệm lót sinh học theo quy định. Các trưởng thôn đều xác nhận trên địa bàn xã Bình Lâm còn nhiều hộ thuộc diện ưu tiên tham gia dự án, nhưng Ủy ban Nhân dân xã không thông tin phổ biến đến nhân dân, nên họ không biết để đăng ký tham gia dự án. Thanh tra huyện Hiệp Đức kết luận, những hạn chế khuyết điểm trên thuộc trách nhiệm của ông nguyễn hữu sơn chủ tịch ủy ban nhân dân xã ông ngô ngọc khánh phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã và bà nguyễn xuân định công chức tài chính kế toán xã bình lâm trong đó ông nguyễn hữu sơn được xác định dù biết người thân trong gia đình không phải là đối tượng ưu tiên không đủ điều kiện thực hiện dự án theo quy định nhưng vẫn thống nhất hỗ trợ điều này cùng với các vi phạm nêu trên đã gây dư luận xấu trong cán bộ công chức nhân dân trên địa bàn Thanh tra huyện hiệp Đức đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Lâm hiện nộp trả hơn 144,2 triệu đồng vào ngân sách huyện do chi thanh toán dự án sai quy định. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng nội vụ huyện xem xét xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Lâm. Bên cạnh đó, một số cá nhân tập thể cũng bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh rút kinh nghiệm về các sai phạm. Ngày 16 tháng 2, tức mùng 7 tháng riêng, mạng xã hội xôn xao hình ảnh hàng trăm công nhân ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tập trung trước công ty không chịu vào làm việc để phản đối chủ doanh nghiệp. Sự việc diễn ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn KVA. Công nhân tập trung đông người là để yêu cầu chủ doanh nghiệp làm rõ nội dung trong thông báo thưởng Tết. Cụ thể, trước Tết, công nhân chỉ nhận được 1 phần 2 tháng lương thứ 13 và công ty thông báo qua Tết sẽ thưởng tiếp phần còn lại Tuy nhiên ngày đi làm đầu tiên mùng 6 Tết, công nhân bất ngờ nhận thông báo của công ty về việc không giải quyết tiền thưởng vào tháng 13 lần 2 đối với người lao động không đi làm đầy đủ, đi trễ, về sớm, nghỉ việc vi phạm từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3. Với lý do tiền thưởng là do công ty khuyến khích người lao động quay lại làm việc, thông báo nêu. Thấy vô lý trước thông báo trên nên công nhân đã tập trung trước khuôn viên công ty để yêu cầu chủ doanh nghiệp làm rõ. Sau đó lực lượng công an cũng có mặt để bảo đảm tình hình an ninh trật tự. Đến chiều tối, khi người lao động vẫn không chịu vào làm việc, công ty tiếp tục ra thông báo giải thích lý do doanh nghiệp gặp khó khăn, hàng hóa không xuất đi được, tiến độ sản xuất của công ty chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiền hàng chưa thu về được, rất mong người lao động thông cảm và chia sẻ. Tuy nhiên, công nhân vẫn không chấp nhận lý do trên nên đến hôm nay, 16 tháng 2, họ vẫn không chịu vào làm việc và tiếp tục tập trung đông người trước công ty. Một lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết sự việc xảy ra ở công ty trách nhiệm hữu hạn KVA có khoảng 500 lao động tại chi nhánh nhà máy 2, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, vụ việc xuất phát từ việc công ty trả thưởng Tết chưa đầy đủ. Trước Tết, công ty trả thưởng bằng 50% tháng lương và có hứa sau Tết sẽ trả tiếp 50% tháng lương còn lại. Sáng 15 tháng 2, công ty tổ chức cho công nhân làm việc đầu năm, đến 13 giờ cùng ngày, công ty ra thông báo chi trả thưởng 50% tháng lương còn lại vào ngày 10 tháng 3 cùng kỳ trả lương tháng 2 năm 2024 của công ty. Việc này dẫn đến khoảng 350 trên 500 công nhân ở nhà máy 2, khu công nghiệp Nam Tân Uyên không chấp nhận và yêu cầu công ty phải trả thưởng đủ 50% tháng lương vào ngày 26 tháng 2. Phía người sử dụng lao động không đồng ý với yêu cầu của người lao động. Sau khi nắm thông tin vụ việc, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Công đoàn V-Ship phối hợp các ngành chức năng thành phố Tân Uyên đến hòa giải giải quyết tranh chấp. Tại buổi làm việc, công ty có điều chỉnh một số nội dung thông báo nhưng vẫn giữ nguyên thời gian trả nốt tiền thưởng Tết là ngày 10 tháng 3. 350 công nhân không đồng thuận và đã ra về. Công đoàn V-Ship và các ngành chức năng tiếp tục theo dõi xử lý vụ việc ngày 16 tháng 2, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc châu tấn công khiến nhiều người thương vong. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày 15 tháng 2, trong lúc đang đi bộ trên đường thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy. Cụ bà 80 tuổi tên Dê bất ngờ bị một con châu đực lao đến tấn công. Chủ châu và người dân chạy đến xua đuổi, liền bị châu húc bị thương. Vụ việc khiến cụ bà tử vong tại chỗ, hai người nhập viện cấp cứu. Sau khi tấn công nhiều người, con trâu chạy vào vườn nhà dân. Lực lượng chức năng sau đó đã phải sử dụng súng để bắn hạ con trâu. Con trâu này do ông T.M.Q, chú thôn 6 Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, mua về từ một xã miền núi cách đây ít ngày. Do bị đứt dây buộc, con trâu đã lao ra đường và gây ra sự việc kể trên. Thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ trâu hút người dẫn đến thương vong. Mới đây nhất là sự việc xảy ra tại Quảng Trị tháng 12 năm 2023, trong lúc đi vào rừng tìm trâu, bò thả rông, Hai người dân đã bị một con trâu tấn công khiến một người tử vong. Trước đó vào tháng 8 năm 2023, tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra vụ việc trâu húc chết chủ. Cụ thể trong lúc ra ruộng kiểm tra tình hình trâu vào ban đêm, một người đàn ông đã bị con trâu nhà nặng 200 kg húc dẫn đến tử vong. Tại Thanh Hóa, vào tháng 9 năm 2023, một người đàn ông đang trên đường đi làm về thì bị trâu húc dẫn đến chấn thương tim phổi, gãy nát xương vùng ngực. Tương tự tại Hà Giang, một bé trai 2 tuổi khi theo mẹ đi chăn trâu cũng bị trâu húc dẫn đến chấn thương sọ não hôn mê sâu. Một vụ việc khác xảy ra tháng 2 năm 2023, một người phụ nữ trẻ đang đi xe máy trên đường D thuộc địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội bị trâu điên tấn công dẫn đến vỡ gan. Trâu húc là tai nạn thường gặp ở nông thôn gây không ít trường hợp chấn thương nặng dẫn đến tử vong. Do đó, để bảo vệ an toàn Chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần tránh đến gần đàn châu bò để cho ăn, chăm sóc khi đang chăn thả cần cẩn thận, tránh tai nạn đáng tiếc. Nếu không may bị châu húc, dù là vết thương nhỏ, nạn nhân cũng cần được nhanh chóng đưa đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác các chấn thương và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc ra soát tình trạng chăn ra súc thả rông mà chưa có kiểm soát ở nhiều địa phương đặc biệt là tình trạng châu bò thả rông tham gia giao thông cùng người dân và các phương tiện trên các tuyến phố khu đường đê và các khu đô thị mới